Ốc thùng anh em nha, TVK 18. Đó. Nguyên xốp anh em nha. Đầy đủ. Đó. Đây, những chiếc TVK 18 này thì anh em biết quá rõ rồi. Đó. Quá chất anh em nha. Đang đánh một chiếc này. Đang đẩy dùng đẩy LT4000 anh em nhé. Đó. Một cặp này hiện tại đang là 16 triệu một cặp anh em nhé. Đó, 16 triệu một cặp. Đây, sơn đây. Đấy, thùng nước đây anh em nhé, TK18. Đó, xoay ngược đây. Đó. B để chuyển lại. Và lưu ý nha, nó có cọc xoắn anh em nhá, cọc xoắn. Đó, anh em đỡ về, anh em đỡ phải thay cái chôn này. Đó, cọc xoắn anh em nhá. Ok chưa? Đó. Con này thì khỏi chê luôn anh em nhá. Rất là đẹp. Nói chung là chơi thì khỏi nghĩ anh em nhá. Khỏi nghĩ luôn. Đó, đều có chôn này hết. Con này thì đáp ứng tần số khá là rộng anh em nhá. Đó. Đáp ứng tần số 800W nhá. Đó, 800W anh em nhá. Đó. Có thể đánh được xuống tận 28. Tiếng xúc của nó rất là sâu tiếng anh em nhá. Đó. Sơn này. Quan trọng là sơn. Đó. Sơn nhá. Sơn cát anh em nhá. Cái chôn này nó anh em có thể là cái cọc ren xoắn ấy. Anh em xoắn vào. Và anh em có thể là chống cái loa full lên. Đấy. Ok chưa? Ok, rất đẹp. Đó, đang đánh có một chiếc thôi anh em nhá, nghe rất là tê luôn. Đó. Ngoài ra thì bên em cũng đang có thanh lý nhá. Loa 18m. Hai cặp chỉ có đi demo một lần. Đó, dòng này thì còn cao cấp hơn TVK 18 anh em nhá. Đó. 23 triệu một cặp và đang khuyến mại chỉ có 18 triệu anh em nhá. Đó, anh em nào đang có ý định mua 18s thì anh em có thể để ý thêm là LA 18. Yes. Là dòng cao cấp hơn anh em nhé. Giá nó là 18 triệu một cặp. Đang khuyến mại còn bình thường là 23 triệu anh em nhé. Dòng kia thì chuyên nghiệp hơn, khủng hơn. Dòng này thì đã rất là chuyên nghiệp rồi, cho anh em chơi gia đình ngoài trời là ok vô tư. Đó. Nó có chân hết anh em nhé. Chân hết. Đó. Chân hết này. Đó, sơn này. Sơn cát anh em nhé. Ê, càng rất là đẹp. Ok chưa anh em. Đó. Chân này thì khỏi nghĩ. Đây đang đánh một chiếc thôi anh em nhá. Và dùng đẩy LT4000 Plus. Đó, ok chưa? Đó, rất đẹp. Anh em thể tham khảo nhá. Đó. Đó. Anh em đây ngồi đây nghe thì tê luôn. Ok cho anh em. Đó, đang đánh có một súp một phun thôi, nghe tê người luôn anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.